Nếu bạn quan tâm đến nhà hàng Châu Giật từ Sơn Chính Hiệu thì video này là cực kỳ hợp lý. Nhà hàng Châu Ngon Quán hiện đã có 2 cơ sở tại Hà Nội, 2 cơ sở tại Bắc Ninh và mình đang ở 15 Lê Văn Thiêm, Hà Nội. Không gian đa dạng được đầu tư kỹ càng, một sự kết hợp tinh tế, uyển chuyển giữa phong cách truyền thống và hiện đại. Nói về menu thì đồ ăn ở đây không quá cao, lại có tùy chọn size món ML, thích hợp cho mọi nhóm đoàn đông hay nhỏ gọn với giá cả hợp lý. Đây có lẽ là một điểm cộng đặc biệt mà ít nhà hàng nào có được. Thương hiệu này đã nổi tiếng từ khá lâu với đặc trưng thịt châu tươi giật ngọt mềm, bởi vậy menu của họ đã rất đa dạng và hoàn chỉnh lên đến 108 món. Trong đó, tiêu chuẩn chung phải đáp ứng là 180 phút từ lò mổ cho đến khi lên bàn phục vụ thực khách. Hầu hết các món trong menu đều có chất lượng ổn định và phù hợp với giá cả. Sau 5 phút order thì đồ ăn đã được xếp kín bàn và những món mình đặc biệt ấn tượng trước tiên là châu xào mồng tỏi. Vị cay nhẹ của mồng tỏi hòa lẫn với chút mềm ngọt như tan ra thịt châu thái lát, mùi thơm cuốn hút, vị ngon lạ miệng sẽ làm buổi hẹn thêm phần hấp dẫn. Điểm sáng tiếp theo cho bữa ăn lần này là món châu nướng tảng. Thịt châu nguyên tảng được thái miếng chín tới ngọt mềm, hương thơm của lá lốt, mắc khén và hạt tiêu hòa quyện vào nhau khi chấm với tương gừng bí truyền sẽ là một lựa chọn lý tưởng. Nhìn chung, cái tài tình của những món ngon tại Châu Ngon Quán là thịt châu mềm ngọt, không dai, không mỡ. Cuối cùng, tổng kết bữa ăn bằng món chè sương sa với tên gọi và giao diện đẹp mắt. Với mình, thì Châu Ngon Quán không chỉ là nhà hàng có đồ ăn ngon đa dạng mà còn là nơi có không gian đẹp, thoáng mát, nhiều góc sống ảo phù hợp. Đợt này đang có các chương trình ưu đãi hấp dẫn, mọi người có dịp nhớ ghé thử Châu Ngon Quán nhé.